Ngày 16 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 5 năm Nhâm Dần, quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ. Trước khi bước vào khóa lễ, Đại Đức Thích Tâm Thủ đã có buổi chia sẻ Phật Pháp cùng với đại chúng qua chủ đề Nụ cười trao đi, duyên còn mãi. Hít vào, tâm tĩnh lặng, thở ra, miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Cười cũng là một cái công án để mà giúp cái tâm mình nó trở về hiện tại. Mình không còn rong ruổi theo những cái tương lai hoặc là mình chạy về quá khứ. Nếu như mình cứ chạy mãi về quá khứ, cứ nuôi dạy những cái đau khổ, cái tuyệt vọng, thì cái tâm của mình nó càng ăn năn, càng dằn vặt hơn mà thôi. Mình hãy để cho quá khứ trôi đi thật là nhẹ nhàng, như là chiếc lá nó trôi giữa dòng sông đó quý vị. Hãy để cho nó ngủ thật là yên. Hãy tận dụng quá khứ để làm bàn đạp cho tương lai, chứ mình đừng có chạy mãi về quá khứ, cũng đừng quá chạy đến tương lai, đừng có đặt hết thời gian, công sức vào với những cái dự án. Làm như thế mình càng mệt mỏi. Thay vào đó, mình hãy chú tâm, mình hãy cố gắng hết sức làm trong cái giây phút hiện tại. Mình có nỗ lực làm, còn được hay là không, nó còn nhiều nhân tố lắm. Hay là ông bà mình nói, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Mình cố gắng làm, nhưng mà đâu phải là nó thành công 100% đâu. Còn nhiều yếu tố. Ví dụ như mình chạy xe giữa đường, mình nói rằng chạy xe cẩn thận là không sao, chưa chắc đúng quý vị. Trời mưa, trời gió, gặp những người say rượu, chạy không cẩn thận, mình cẩn thận làm sao được. Hoặc là mình đi trên máy bay, mình nói mình cẩn thận, nhưng mà chiếc máy bay nó đâu cẩn thận được. Mình giao sinh mạng của mình cho chiếc máy bay. Cho nên mình làm gì cũng vậy, hãy cố gắng hết sức, còn được hay không, đó nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Dù thành công thì mình vui, và dù có thất bại thì nó cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta mà thôi. Vì mình biết 100% chưa chắc chắn là nó thành công 100% đâu. 100%, nhưng mà nó còn thất bại 1/2 trong đó đó. Mình biết như vậy thì mình vẫn mỉm cười cho dù đó là thất bại. Thầy đã nói về lợi ích, ý nghĩa của tiếng cười mang lại cho con người. Một người có thể nở một nụ cười tự nhiên, trong sáng là được xuất phát từ tâm hoan hỷ của họ. Để có được điều này là khởi sanh từ tâm thiện, sống đời vì tha nhân, sống vì người khác. Do vậy, chúng ta hãy sống với tâm hoan hỷ, vui với việc thiện của người, trao yêu thương với nhiều người để niềm vui được nhân rộng. Dù đời sống còn nhiều thăng trầm, khó khăn vấp ngã, thì mong chúng ta hãy chọn cho mình một cuộc sống ý nghĩa với con mắt luôn biết cười, nụ cười luôn biết nói, lời nói biết yêu thương. Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ. Yeah.